Lê Phúc xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh và hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách làm món bánh bò cơm rượu. Bánh bò cơm rượu là một món bánh truyền thống, bánh khi mà làm xong đó các bạn thì rất là thơm, mềm xốp và các bạn để sang ngày hôm sau bánh vẫn còn mềm ngon nha. So với cách mình làm từ men khô thì bánh bò làm từ cơm rượu ngon hơn rất là nhiều. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp xem mình làm cái món bánh này như thế nào nhé. Để chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh bò cơm rượu thì ở đây mình có sử dụng là 400g bột gạo lọc. Mình cho vào trong thau. Cơm rượu ở đây mình sử dụng vừa nước vừa cái là 200g nha các bạn. Mình cho vào trong thau bột luôn. Xong rồi thì các bạn vệ sinh tay cho sạch để mà mình nhồi cái phần này nhé. Bóp cho cái phần cơm rượu này nó nát ra hết. Và các bạn cũng chuẩn bị thêm cho mình là 200ml nước lọc. Bánh bò mà mình làm bằng cơm rượu đó các bạn thì nó sẽ rất là thơm. Thì phần cơm rượu các bạn có thể tự làm hoặc là ra chợ mình mua cũng được nhé. Mua tầm 2 túi là mình có thể làm được rồi. Sau khi đã bóp đều thì các bạn cho từ từ nước vào. Mình cho thêm một ít nước nữa. Thì với cái phần bột này các bạn không nên nhồi nhão nha. Mình nhồi vừa phải thôi. Bột sau khi mình đã cho hết 200ml nước vào rồi thì nó sẽ thành một khối như vậy nè các bạn. Thì tính trước bột gạo khi các bạn cho nước vào thì nó sẽ chảy ra như thế này. Nhưng mà nó vẫn khô nha. Bây giờ thì mình tiếp tục mình nhồi thêm 20 phút nữa rồi mình mới đem đi ủ. Bột thì mình cũng đã nhồi đủ 20 phút rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị ủ bột nha. Bột mình nhồi thì cũng đã đủ 20 phút rồi. Thì bây giờ tiến hành mình ủ bột. Để ủ bột các bạn lấy cái mâm bọc thực phẩm nè. Mình quấn cái thau lại. Để cho nó kín nha. Mà bột thực phẩm thì mình cũng đã đậy kín lại hết rồi. Thì bây giờ các bạn đem đi ủ bột nha. Và cái thời gian ủ mình ủ ở đây là 8 tiếng. Còn chỗ các bạn nóng hơn thì mình có thể ủ nhanh hơn. Còn nếu như mà chỗ các bạn lạnh thì mình có thể kéo dài cái thời gian ủ ra. Tới khi nào mà cái phần bột này nó dậy thì thôi nha. Đây là thau bột sau khi mình đã ủ được 8 tiếng rồi. Thì bột của mình dậy rất là cao nha. Mình mở cái màng bột thực phẩm ra xem bên trong như thế nào nhé. Bột khi mà nó nở lên á, thì nó có những cái bong bóng như thế này nè các bạn. Thì bây giờ mình dùng một cái giá, mình trộn đều lên. Cái phần bột của mình á, nó tơi và xốp và đặc biệt bây giờ rất là thơm cái mùi cơm rượu luôn đó. Để thau bột qua một bên thì bây giờ mình pha tới cái phần nước đường cho vào bột nha các bạn. Cho vào trong nồi là 200g đường, 300ml nước cốt dừa. Còn các bạn không có nước cốt dừa mình có thể sử dụng nước lọc hoặc là nước dừa tươi cũng đều rất là ngon. Bây giờ thì mình đặt nồi lên trên bếp và các bạn đun cho cái phần đường này nó tan hết nha. Lưu ý thì chỉ nên làm cho đường tan thôi, mình không nên nấu sôi. Và nồi nước đường nãy giờ thì mình cũng đã để cho nó nguội hẳn rồi nè các bạn. Thì mình cho vào trong cái thau bột luôn nha, thì các bạn cho từ từ vào. Lưu ý khi mình cho vào thì cái phần nước đường mình phải để cho nó thiệt là nguội. Nếu các bạn cho vào mà còn nóng thì cái men ở trong bánh nó sẽ bị chết và mình làm nó không có dậy nha. Xong rồi thì bây giờ mình trộn đều lên. Thau bột thì mình cũng đã trộn đều lại hết với nhau rồi. Thì bây giờ mình chia ra làm 3 phần để mà làm 3 màu. Bột thì mình cũng đã múc ra ngoài tô hết rồi. Thì bắt đầu mình sẽ pha màu nha các bạn. Cái phần màu trắng thì mình giữ nguyên. Bây giờ thì mình pha tới cái màu lá dứa trước. Lá dứa thì mình ở đây làm cái màu hơi nhạt một chút. Các bạn xay đậm hơn thì cái màu khi hấp lên nó sẽ đẹp nha. Và bây giờ thì mình pha tới cái màu lá cẩm nè. Còn các bạn không thích những màu này, mình có thể thay đổi bằng những cái màu sắc khác mà mình thích. Màu khi đã pha xong rồi thì bây giờ mình dùng màng bọc thực phẩm, mình bọc lại và mình ủ tiếp tục tới lần thứ hai nha. Thì đối với làm cái món bánh bò cơm rượu này mình cũng sẽ ủ 2 lần. Còn các bạn làm bánh bò xốp thì mình chỉ cần ủ 1 lần thôi nhé. Bây giờ thì mình tiếp tục ủ bột lần 2 nha các bạn. Lần 2 này mình sẽ ủ trong vòng là 2 giờ đồng hồ. Bánh bò thì mình cũng đã ủ thêm được nửa tiếng rồi nè các bạn. Và cái phần bánh bò của mình nó cũng đã nổi lên như vậy. Thì các bạn nhớ là khi nào mà bột dậy lên như vậy thì mình mới hấp được nha. Mình để qua một bên và chuẩn bị khuôn để hấp nhé. Thì để hấp cái món bánh bò cơm rượu ở đây mình có sử dụng là khuôn nhôm hình chiếc lá này các bạn. Cái khuôn này mình mua 10 cái chỉ có 10.000 thôi nha. Trước khi hấp bánh thì mình thoa dầu vào trong khuôn nè. Để một lúc nữa mình lấy bánh ra nó sẽ dễ hơn. Các bạn cũng chuẩn bị luôn một cái nồi nước để khi làm xong thì mình đem đi hấp luôn nhé. Nồi nước mình chuẩn bị nó cũng đã sôi hết rồi. Thì bây giờ mình xếp khuôn vào trong nồi để cho nó nóng một chút nha.
Cho khuôn vào trong nồi xong rồi thì mình hấp cái bột màu trắng trước nha các bạn. Lấy cái muỗng nè đảo đều lên. Cho bột vào trong khuôn thì mỗi khuôn mình sẽ cho vào là 2 muỗng. Thì mình cũng đã cho vào trong khuôn xong hết rồi thì với món bánh này mình sẽ hấp trong vòng là 15 phút nha. Các bạn nhớ hấp với lửa lớn. Bánh nãy giờ thì mình cũng đã hấp được 15 phút rồi nè các bạn. Và bánh nó cũng đã chín. Thì bây giờ lấy bánh ra nha. Dở ra rất là thơm cái mùi nước cốt dừa luôn đó. Và cái phần bánh bò của mình nó nở cao nè. Khi các bạn dở ra mà bánh nó không bị xẹp là thành công rồi nha. Tiếp tục thì mình sẽ hấp tới cái mẻ thứ hai nha. Số lượng khuôn của mình nó hơi ít á, nên là mình đợi cho nó nguội. Đợi cho nó nguội mình lấy bánh ra rồi hấp tiếp. Và xong hết thì bây giờ mình lại đậy nắp lại và mình hấp tương tự như vậy luôn nha. Bánh bò nãy giờ thì mình cũng đã để nguội nè các bạn. Vì cái lý do là khuôn hơi ít đó nên là mình sẽ lấy một số ra trước để mà mình dùng khuôn để hấp nha. Để lấy bánh thì các bạn chỉ cần mang bao tay vào và khử nó ra thôi. Khuôn này mình có thoa dầu nên là nó sẽ không có bị dính. Đây là cái bánh bò đầu tiên của mình nè các bạn. Bây giờ mình cho qua bên mâm và tiếp tục lấy cái bánh thứ hai nha. Mình lấy hết ra ngoài. Lấy bánh rất là đơn giản các bạn, nó không có dính khuôn. Lấy ra cái bánh nó lại đẹp nữa. Mẻ bánh màu lá cẩm thì mình cũng đã hấp xong rồi nè các bạn. Bánh lên màu rất là đẹp nha. Và cái phần bánh nó cũng đã chín luôn rồi. Mình gấp bánh ra nở rất là cao luôn đó. Mẻ bánh cuối cùng thì mình sẽ hấp cái màu xanh lá dứa nha các bạn. Trộn đều cái phần bột này lên. Mình lại cho vào khuôn. Bánh bò ba màu thì mình cũng đã hấp xong hết rồi nè các bạn. Khi hấp xong thì cái phần bánh của mình nó nở sốt và cao như thế này. Mình hấp theo công thức này thì cái phần bánh của mình khi nguội nó sẽ không có bị cứng nha. Và các bạn muốn để ăn qua đêm thì mình chỉ cần chùm cái màng bọc thực phẩm lại thì cái bề mặt bánh nó sẽ không có bị khô. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng ăn thử với mình cái món bánh bò cơm rượu này nhé. Thì mình sẽ vẽ thử cái màu lá cẩm trước cho các bạn xem bên trong. Đây là bên trong của bánh bò này các bạn, rất là xốp luôn đó. Mềm và đặc biệt là rất là thơm cái mùi nước cốt dừa. Còn các bạn không có nước cốt dừa thì mình có thể sử dụng nước dừa tươi cũng được. Nước dừa tươi mình làm cái bánh nó cũng rất là thơm nha. Bánh bò khi mà mình ăn vào thì nó có cái độ ngọt vừa phải, thơm thơm mùi cơm rượu và nước cốt dừa. Thì với cái món bánh này các bạn có thể thắng thêm cái phần nước cốt để mà mình ăn kèm. Còn không có thì mình ăn như thế này cũng được. Thì cái món bánh này các bạn có thể dùng để xếp vòng vòng heo quay cũng được nha. Đều rất là ngon luôn. Thì các bạn yêu thích cái món bánh này thì hãy cùng vào bếp làm với mình. Bây giờ thì mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.